Hoàng Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo buổi chiều ha. Quý chị ơi thì buổi chiều nay thì mấy anh em hôm nay có hai chị bên bún bò bị người ta vô khống bún bò quý chú anh chị đó. Bây giờ ơi có hai bà bún bò lên Hải ơi, bóc máy ra mới được, đi nguy hiểm nha. Hai bà này bún bò đâu đây, lạc hôm nay lên mộ tự chết rồi. Bún bò quý chú anh chị ơi, hai chị hồi đó giờ ở đây mà đi xuống dưới mà bị người ta vu khống bún bò quý chú anh chị, nó thật sự luôn á. Cái câu chuyện có nhiều khán giả nói là tại sao hai chị này xuống lắm chuyện, lắm chuyện này kia đồ. Nó thật sự là cái người mà người ta không có công kích, người ta không có bóc mẻ làm gì có chuyện quý chú anh chị. Người nó xấu nó sai thì thật và mới có chuyện thôi, chứ bình thường nhiều anh em YouTube đến mà nhà của chị Hồng Loan ta quay bình thường mà đâu có gì đâu. Bún bò. Bún bò. Là chiều nay chị về nhà luôn. Có một cái nhưng mà chị không có về, nè chị lên đây lau mộ cậu luôn rồi chị quải y gì nè, coi là cái này là bún bò hay là bún măng. Bởi vì em nói với chị á, cái do cái người mà dẫn chuyện á, ví dụ anh em mình mà YouTube á mà quay, ví dụ như hai chị gì nè, bên đơn giản hai chị từ ngoài bước vô, hai chị người lạ đi, cái xong cái quay sơ sơ, quay cạn như quay lén á, sau lưng gì đó, cái nó rồi bên đó phe của bún bò hay là cô Sáo gì đó, là rồi tự nhiên cái khán giả người ta không hiểu được, là người ta sẽ hiểu lầm liền. Đó là do cái người dẫn chuyện hoặc cái người YouTube mình có tâm hay không, là ở cái chỗ đó đó chị, em nói thật sự luôn á, là có chuyện hay không cũng từ cái chỗ người mà YouTube. Chạy lên chợ nó mình về nhà sớm cũng làm gì, lên lau mộ cậu đi nặng lên cho sẵn có mấy đứa nó quay luôn thử. Thôi giờ nè mấy giờ mình bỏ đi ha, giờ là lỡ xui rủi rồi, xui rủi rồi thôi về nhà mình thắp hương cho chú đi, rồi cái mình gian giấy đi cho nó qua tai nạn đi, đó cho nó qua tai nạn đi, mình bỏ đi chị ơi. Trời luôn không sao, bữa nay xuống dưới có 2 ngày nhà chị Hồng Loan. Có ngày đâu à? Mấy ngày đâu à? Hôm qua là bị rồi. Trời ơi. Bị người ta vu khống là đàn em của bún bò. Anh nói thật sự á, anh làm á, khai thác tin tức. Anh làm cái người YouTube này đã mấy năm trời rồi, anh biết hết trơn á. Do cái người mình dẫn chuyện, nếu cái câu chuyện đó mình dẫn chuyện sao cho nó tốt đẹp, nó sẽ tốt đẹp. Mà dẫn cái câu chuyện nó gắt gối là mọi người nó gắt gối lên liền. Anh nói thật sự luôn á. Bây giờ thật sự là em sẽ dẫn nói anh vào để anh lao đèn với em nha. Đó, bây giờ hai anh em mình đó. Có đường có lối đàng hoàng nha. Thôi bà xã của anh chiều nay lao gì nè? Chị hả? Chị em lao mộ cho chú đi. Thôi bây giờ ở đây với chú cho nó yên thân yên chuyện đi. Trời ơi. Thứ hai nè, em tính đi chú dưới quay mà sợ nói người lạ nó chết luôn. Kìa kìa, quân triều đình đến rồi kìa. Triều đình đến rồi đó. Chú tiểu dữ mộ. Tiểu, coi nó cái tạp điệu quá trời luôn. Quà tiên rồi đi. Hồi sáng mấy cây anh đổi cái nón lá gần như là cũng như đình. Đẹp, sáng gì giờ cũng đổi đó mà. Đó, anh đưa anh lên làm cũng đình đến. Ngày xưa quân triều đình là đổi nón gì không em? Đúng rồi, mà nó có cái bành đỏ nha. Nó có cái bành đỏ đỏ cho nên đó. Vậy này ta chơi độc lạ. Chơi độc lạ gì? Em ơi, thay cái nón gấp. Nón gì nữa ông nội? Để tối về mua chai sơn màu đỏ thôi. Về chợ nó bán nhóc. Đừng nói tối về làm thiệt em. Mai là em mình em mà làm thiệt mà bỏ lại là anh là, cho em lên làm là quân triều đình luôn chứ không làm lính nữa. Thôi không chơi không chơi. Nó nói giờ đó. Đúng rồi, khổ mình. Ngày xưa hai chị em bốn bà cứ tự nhiên đi nha. Em nhớ ngày xưa ngày lúc trước á. Con là lính của cậu chứ không phải là bún bò của người ta. Đấy, em nghĩ hai chị là đúng xui luôn á. Chị cho mai chị mới mua gì tới đúng không? Không. Mình ăn trứng lộn đi. Giống như ngày xưa chị á, người ta cho chị cầm cái dù á, cái dù đó. Chị nhớ không? Đó. Đó chị dù mà người ta cho chị tiền không mà cái thằng. Những anh chị em YouTube ở dưới đó. Chăm dầu hết cũng đều hỏi ngang hỏi bà đồng bình thường vui vẻ. Cái ông nội kia á, ông dắt đi dẫn dắt câu chuyện, ông quay người ta nhận tiền, người ta cho tiền
cái tự nhiên cái ông bốc thuốc tao nói người ta là xin tiền bởi vì do cái người dẫn chuyện không mà đó, bởi vì ác gì đó. Đây yên ổn rồi, đi xuống dưới kia coi nó là lính bún bò. Phải như là xuống lâu dài ngày nãy mà nó lính bún bò. Ở đây chị nói, ví dụ như mà bây giờ ngày đầu. Bây giờ nó nghe vậy nó hết bún xuống luôn. Cái ngày đầu mà nó nói chị là như vậy nên tụi chị xuống mà dài chạy. Dài cho nó tức chơi. Mà đúng ra là phải như là lính bún bò luôn, thật á thì đâu có tức đúng không? Mình không phải là lính bún bò nên mình xuống mình quay hoài ở cho trên mộ nó có bài đăng cho nó tích chơi, tích chừng nào học máu nghỉ. Thứ hai này em tính chạy dưới quay nè. Quay luôn hả? Mà chạy dưới nó nói lính bún bò. Hồi trước ở đây thì em quay ở đây từ hồi lúc mà chú mới hạ nguyệt luôn, sáng 4 giờ mấy em đã vô đây rồi. Mà nó còn nói em là phe của sáu nữa. Đó đó. Anh nhớ hả? Phe của sáu hả? Phe của sáu. Mà chị xuống dưới nó cho chị là phe bún bò đúng rồi. Hải xuống dưới nó, mày nghe nó mày dữ lắm trên đây, giữ một cậu lắm hả Hải? Hải ai đánh được thôi đánh. Đánh lại báo mang mang gần đó. Phòng kế bên hả? Ờ. Nam Vương nó cứ xạo chị. Hai bà có tình công an nó kêu trời, nó nói hai bà bị lạ có tình công an lại kiểm tra chết luôn á. Mới gì còn lâu. Đó. Kiểm tra hết chứ đâu phải kiểm tra mình chị. Bà ngăn nó bắt cũng trong công an này, ai đánh được thì đứng cho người đó đánh. Đánh chồng lại báo công an phường, nhà chị cũng lo kế công an phường đó. Đó ngày hôm qua có người nó báo quậy đó thì công an phường cũng đưa bên đây. Ơi đánh chứ làm gì chứ, mà vô viện thì nó cứ ngày là hai cử ba cử cà phê, hút thuốc là chưa tính ngày 600 chưa tính tiền mà hút thuốc đầy quân điều định tới thì chưa định đây cũng định tới nữa nè. Chưa định ai quấn trộn chưa quấn rồi do anh ơi. Tôi bữa nay đi buổi chiều kìa ta. Hả? Tôi bữa nay đi buổi chiều. Bên rảnh lúc nào đi lúc đó. Rồi, đi buổi chiều mới nghe được tin tức hả Ben? Anh Ben lúc nào đi lúc đó. Anh Ben rảnh lúc nào anh Ben đi lúc đó. Cái đèn trên cho anh chưa anh Ngọc ơi? Rồi chứ mà. Có cậu theo phù hộ độ trì mà đâu ai đánh đâu. Đính triều đình hết nên mình cho Nguyễn nón sóc hèn với anh Minh. Còn Minh thì lại báo ngoài phường. Để báo ngoài phường sách ha. Báo công an là thượng sách. Ai đánh thì cứ báo công an à. Nó không có dám đánh mà nó chỉ có biết gây sự tọt thôi. Tọt cho khán giả hiểu lầm chơi. Chứ mà khi mà người ta nóng lên thì nó sẽ thành một con sò rút đầu. Sò sò lông hả? Không rút đầu. Nóng mượn hồn nha. Nó chỉ làm cái chuyện gây sự thôi. Cái nóng mượn hồn vậy đó. Hàng gì nói với bà thu năm nghịch. Bà thu năm nghịch. Bà thu năm hả? Tánh của bà, tánh của nó sao bằng bà thu năm. Có nét nào hết á. Bà thu năm là cái nào ra đó. Bà thu năm là cái nào ra đó. Cái nói là nói, còn ông là ông, có sao ta nói vậy ta. Nói là chịu. Nói chịu. Ừ, bà thu năm là nói. Chuyên gia gây sự ra rồi cho bà thu năm đi giải quyết. Ý là nói chấp nhận, nói là chấp nhận chịu. Bà thu năm người ta nói một vào tay hai, người ta không có nói qua nói lại nữa. Đúng. Mấy người mà nó qua nó lại là mấy người đó nó đâu có được tốt đâu. Nói chung là người ta có làm có chịu. Còn này làm mà do ném đá vô tài không à. Chục năm nên ném đá vô tài không á. Quá đúng không? Người bắt thì người ta nói được, người ta làm được. Mà người ta nói tao chịu nó, tao không chối. Đúng rồi, không có chối thiệt. Cái đó là công nhận, nói không chối. Còn mà mấy người mà nói xong rồi bắt đầu có chối á. Rồi đó là học tốt, không đúng. Bữa nay nghe ông gì à, Hải quay đầu à. Có chuyện gì đâu, tâm lý rồi dữ dằn thôi. Từ lúc mà Hải mà quay đầu là bà con cũng ủng hộ lắm đó chú. Nói chuyện ra cũng phải là tâm lý rồi dữ dằn. Trời ơi, nói chuyện thì à, cái lời nói đâu mất tiền mua đâu anh. Mày nói con mất tiền mua hả? Bữa rồi mà nói cho lòi tiền ra, quay cho chừa lòng nhau chứ. Lòi tiền ra luôn. Lòi tiền ra. Bữa cái câu đó cô hỏi á, nãy giờ sao rồi Minh? Đó, sao thấy được không? Nó nói giờ đang quay đầu đó chị ơi, từ chị ơi. Biết có quay theo nữa. Quay đầu có quay theo hả? Quay đầu em có quay theo. Giờ em thấy nó đang quay đầu là phải nói là 80-90% rồi đó. Em quay đầu chứ mỗi lần được cứ quay theo nha.
rồi, không cần danh vọng tiếng tâm mà chỉ cần cái bụng quanh năm no tròn. Mấy anh em xong hay lực ta làm thơ ghê trời. Không? Bây giờ mình làm vừa lòng người ta mà vừa lòng người này không vừa lòng người khác, người ta cũng phải nói mình à. Mới làm kênh YouTube nha mọi người. Không có vừa lòng. Mới làm kênh YouTube. Anh hả? Ừ, mới làm kênh YouTube. Dùng kênh gì nữa mà. Vậy mình không làm vừa lòng ai hết, vậy bởi vậy mình không cần danh vọng tiếng tăm. Cho nên bây giờ là phải xuống thường xuyên mậu cậu để mà lấy tương tác nha. Làm ai muốn nói gì nói. Hải nói với anh Bin. Thấy Hải nó tu không? Không cần danh vọng. Mà sao nói Hải? Chỉ cần cái bụng quanh năm no tròn. Không đồng luôn, nó hụt lòng luôn á. Chỉ cần là đi theo cậu rồi tu hành rồi, không có làm bậy bạ. Đi theo cậu lên núi rồi. Được chị, có lý. Ta theo cậu lên trời chứ lên núi cái gì? Lên núi tu trong thành chánh quả mới được lên trời. Còn ai lính triều đình ha, quý anh chị đang thấp hơn. Ông Hoàng sao không chịu lính triều đình đang thắp hương cho là ông Hoàng, ông Hoàng cả lương. Mấy anh em coi thắp không lắp anh trời luôn rồi. Bữa nay ở đây có sự việc gì không báo cho quân ta được rõ. Lính triều đình mà sao mang cái cặp nó lỏng ha, mà sao làm gì có cặp nó ta. Từ đi nha, từ bán nha. Sa nổi nón vô là anh Thất Từ rồi anh ghép cái nón màu đỏ vô. Chỗ đang lại mà còn quay qua nó đâu không nổi nữa. Quá tài luôn thật chứ. Rồi ai thấp nhang thấp nha, tự túc nha. Đó. Đúng rồi, ai thấp nhang tự túc thấp. Cái ngày 4 clip nghe đủ sức. Rồi giờ lấy tiền được chưa? Được rồi. Vậy là bây giờ sư phụ bị cứu hay vậy? Đâu mà nhanh dữ hả? Chưa đâu, tắt luôn hại mấy tháng. Không đặng còn 3 tháng nữa mà. Bị gì? Ủa ổng bị cái nội dung bị gì ta? 3 tháng. Ý là nó để trong nội dung là lý do tại sao? Là trùng lập âm. Trùng lập âm hả? Phải trùng gì nè? Trùng lập âm lấy âm á, trùng lập âm. Không phải là trùng cái kia. Trùng lập âm. Giờ nó khó lắm. Bây giờ nó khó lắm, tại nó 11 giờ. Quét tắt kiếm tiền quá trời luôn. Quá trời luôn. Quá trời. Nhiều lắm. Bởi vậy mà cứ quay làm thêm mấy kênh nữa. Mình là của mình ha. Không, bây giờ anh làm thêm 2-3 kênh nữa là 7 kênh đi. Bây giờ chỉ cứ có gì nữa. Bộ chị cho Bùi Hải về góc kênh phát triển mạnh mạnh lên cậu. Phát triển mạnh kìa. Phẩm giờ phát mà phát khổ. Khổ quá, xin cậu phát triển cái kênh mạnh mạnh. Chứ làm sao trời. Thôi em cũng kết thúc video ở đây. Theo Di Vinh là quay cả nửa tiếng. Nam mô ngày 21 tháng 9 năm 2023 có tên 36 có tên YouTube, có tên YouTube Di Minh Người Đốc sắp lấy hương trình với các vị các ngài thuộc hàng đồng bào thổ địa đã đa duy đạt hàng hóa phụng cảnh long thành hộ pháp hoàng trang ngoại dương bình dương, cũng như chúc mừng nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ông tinh thần Võ Văn Ngoan có pháp danh Tâm Giác sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958 và mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày 14 tháng 2 năm 2023 được ngày Quý Mão, còn 66 tuổi. Hôm nay thì buổi chiều tất cả các anh em từ YouTube đến giờ tiếp thắp cho chú một nén hương để trình và cầu chú được trả sanh về miền cực lạc, rồi Chí Minh cũng xin thắp cho tất cả bà con cô bác càng xa trong ngoài nước gửi gắm đến Chí Minh những nén hương lòng, cầu nguyện cho chú được trả sanh về miền cực lạc cho tất cả các anh em từ YouTube đến ekip đi trên đường về thượng lộ bình an, đi đến nơi gì đến chốn. Nam mô A Di Đà Phật. Ông kia giấy hay cậu người nói cậu bụng cho người ta nói vô thay kiếp của cậu là người lạ. Biết thì sao lạ không mà chỉ mình mang đến ta. Mang có em lại hai cái cuối cùng. Cái cuối cùng cũng kịp. Cũng kịp chứ mà còn lo nói nghi ngờ là không vậy cho vô. Cho cậu này là chỉ cho. Ủa em lại mấy cái? Em lại hai cái rồi còn là em lại mấy cái á? Ba cái là thì đó chú cứ thao chú cái này nó mạnh thì là xin cho chú nó bị chắc chắn ngày mai nó cũng nhiều hơn luôn vậy.
Hồi sáng em than rồi, em nói chú ơi quá trời cái lo giờ không nói chuyện được luôn á. Ờ, thì không chút xíu là tắt luôn. Còn cái này nữa nè, cái này em nói trời giờ cỏ hôm qua em cũng nói nữa. Hôm qua em nói chú ơi sao giờ mà cỏ nó quá trời bùn sùm, giấc này phải kêu người lấy quá thì chú rồi. Xem video của mình đó nha. Anh mới... em nghĩ không có chú này mà chú kia nghe. Chú kia chú lò, chú quản lý á. Thì hôm nay thì bị dèo dọn này liền nè. Nghe không bà con ha, buổi chiều nè, bên nhân viên bên hoa viên nè, người ta làm rất là sạch sẽ ha, chống trải nè, nó ít mũi nè. Hồi sớm có con rắn, có chị, anh chị Tiên chị đập rồi, đập chưa, đập để đằng đó kìa, đang lên không? Dẹp chưa anh, đang lên chưa, còn cái đó phải không, nó dẹp rồi. Ai dẹp hả? Dẹp rồi. Dạ. Anh đâu không quay. Rắn nằm ở đâu? Anh thấy mà. Đằng đó kìa con rắn già thòn à, rắn lục xanh. Không ý là có bò vô mộ chú chưa? Không, mình đó đó. Không biết nữa, à mình đó anh cũng thấy đập rồi chứ queo rồi. Tại có kỳ nào với đám cỏ nó bò ra con rắn không? Chắc là làm cỏ này cho nên bò ra nè. Mỗi lúc chưa chứ chưa có làm là nó có đó rồi. Không có đó đúng không chị? Cỏ nó sạch vậy. Nhưng mà không có quay. Đẹp mà không có bị rắn rít rồi ha. Rồi buổi chiều lao dọn mộ rồi ha, bây giờ đi thắp hương xung quanh. Với lại gì nè, anh thấy không? Anh thấy cái bình bông hôm nay cắm ra những cái cây không mong muốn á. Hồi nãy em nói anh Toản này mà chắc có người cắt ra đẹp lắm á. Ừ. Mai là lấy cắt, mai lấy cắt. Không, mai ông đi đám à. Bữa thứ ba ông mới cắt được. Ờ, bữa ba đó hết rồi. Thôi giờ hẳn đây là khuyên hai chị đừng có buồn ha. Cái gì thôi mình xí xó qua đi. Mình người lớn mà mình... Bỏ, rồi ha, mình giải quyết được cái bầu tâm sự của mình rồi. Ừ. Hết nỗi lòng của mình rồi. Chị không có còn buồn. Mình bỏ đi. Nói gì nữa. Không ai mà không ai gieo nghiệp nhiều thì gặp gác chịu. Đúng rồi. Chị không nghĩ tới nữa. Đó, quý cô chú anh chị ơi, thì cái câu chuyện của chị cũng rất là thấy chị cũng hai chị cũng tội. Đi bị người ta nói này kia thôi. Cũng ai đâu tại mình buồn là gà nhà mình đá với gà nhà thôi. Ừ. Chứ phải gà lạ đá mình thì đó mình không có đau. Em nghĩ không phải gà nhà đâu chị. Đó. Cho nên mình cũng đừng buồn. Đúng rồi, giờ chỉ hết buồn rồi. Buồn chi nó gặp duyên nghiệp phải vui lên, đừng có buồn. Mình gặp nó chả phải vui lên. Giống như ông thầy Thích Chánh Định vậy đó. Gặp duyên nghiệp rồi phải vui lên. Vậy mình trả được cái duyên nghiệp đó. Giờ cũng xung quanh ha quý vị. Còn khán giả người ta không biết vậy thôi, mình cũng mới nhiều khi nhiều khán giả người ta người lớn tuổi không mà người ta không biết không à, ta đâu có biết đâu, ta nghe ta dẫn dắt câu chuyện cái ta ấy mà. Cái ta cứ tin vô đó. Chị ngừng lại cái chị nói chị. Nè, em thấy hai chị trển em cũng thương hai chị lắm là chị. Cái chị này là ca hay lắm, chị ca cũng hay là chị Hương á. Cái này ủa chị cũng biết em hả? Biết sao biết càng hơn lâu lắm ở trên mộ cậu sao không biết chị với em chị được. Chị đó ba lá vậy đó. Gì hả? Đấy, chị, mấy người YouTube dưới hả? À, cái chị đó là khán giả luôn. Chị ở gần đó đó, chị đi xe đạp lại. Cái chị gặp chị cái chị kêu chị nói chị. Trời ơi, em biết chị nè, thấy hai chị thấy thương quá mà chị này ca hay lắm là chị Hương á. Vậy là chính ra chị cũng nổi tiếng rồi đó. Đó. Đúng là nổi tiếng. Giờ này ha. Quá. Đó, ủi lần cái là xong. Hôm nay học cách mới mà. Hai học cái cách mới để Nam Mô Phật. Mình mà lao dọn mộ buổi chiều xong rồi cái mình sẽ đi đi thắp hương xung quanh ha quý chú chị. Má ơi, con sâu nó trời. Hết hồn trời. Con sâu nó làm cái muốn chơi chứ. Sâu. Nam Mô Di Phật. Đây là mộ của chú Thanh Tú nè ha, quý chú chị. Vợ của chú là cô Trang Bích Liễu. Còn đây là mộ của chú Hề Sa, Nam Mô Di Phật. À, hôm qua thì mình đọc cái bài của chú, cái khán giả cười quá trời. Đó, mô Phật. Còn đây là cô Thanh Kim Huệ ha.
50. Còn đây là nghệ sĩ ưu tú Nam Hung. 50. Còn đây là nghệ sĩ ưu tú Tư Con. Quý anh chị. Nói chung là cái câu chuyện của mấy chị đây á, hồi xưa á, là Di Minh cũng binh mấy chị. Cái thời mà bị cái ông kia, ông Vu Khống á, quý anh chị. Nam Hung thật. Thì hồi đó cái Di Minh mới là kiểm tra, tìm hiểu và điều tra ra là lợi hỏi cái người chính, cái người quay luôn. Thì cái anh đó cũng làm YouTuber nữa, anh mới chối cãi đó. Nam Mô Phật. Mà video á thì anh cho người ta, anh điều tra hết video thì anh quay, anh đi theo anh quay, anh thấy hai cái chị Đồng Nai này nè được khán giả cho 50.000 đó quý chị. Xong cái anh thấy khán giả cho xong cái anh bóc phốt, anh nói người ta là đi xin tiền. Quý chú chị, bởi vì nó cũng ác gì đó. Cái người mà dẫn chuyện phải nói là vì cái view đó, câu like, Nam Mô Phật. Mà câu view gì mà đừng ảnh hưởng đến ta thì được, mà ảnh hưởng đến người trực tiếp ở đây luôn. Thì chị vô chị bị chữ quá trời luôn, chị khóc quý chú chú chị. Nam Mô Phật. Ủa gia đình mình có bà con ở đây hay sao chị? Cái mộ chú Vũ Linh ha. À, ghé đây hả? Dạ. Dạ ở đây ai khán giả ta Linh đó ta nằm á, Nam Mô Phật. Đây là nghệ sĩ đạo diễn Lê Giang ha. Nam Mô Phật. Còn đây là nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Lê Mùng Hoàng. Ở đây linh lắm quý anh chị. Hồi trước cái ông mà la xưng cháu cháu của nghệ sĩ ưu tú Lê Mông Hoàng á, Nam Mô Phật. Ông vô ông xưng cháu, xong đó ông nghe cô Diệu Hiền á là nói chú Vũ Linh á là do là hút thuốc, là lúc đó là mới mắc à, mới về đây chôn mà mới mấy ngày nhiêu, Nam Mô Phật. Cái chừng tháng à, cái ông người ta thắp thuốc á, ta đốt thuốc quá trời lúc đó. Ở lúc đó là khán giả là đến là người ta một ngày là cúng nhiều khi các cây thuốc, 2-3 cây thuốc luôn quý cô chú anh chị. Mà 3 số 5 không nha. Ông này đang thuốc gì đang cắm trên ly hương của chú gì nè. Ông đợi ông dục. Nam Mô A Di Đà Phật. Ông đợi ông dục nha quý cô chú anh chị. Tàn ơi, qua mấy bữa sau ông bị quýnh. Qua mấy bữa sau là ông bị người ta quýnh ngoài đường liền. Nam Mô A Di Đà Phật. Khiến lắm quý cô chú anh chị. Cũng như là đang xúc phạm đến là ở trên mộ của một người nào đó, Nam Mô A Di Đà Phật. Là ở đây linh lắm, nó là bị có chuyện liền, gặp chuyện liền, không ai liền. Nam Mô Phật. Mà huống chi mà xúc phạm ở trên cái ly hương, cái mộ của là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nữa, Nam Mô Phật. À, vì mình nghĩ là mấy ông trừng trị liền ha. À, mình phải tôn trọng, tuy là chú như vậy nhưng mà mình phải tôn trọng khán giả nè. Đó, Nam Mô Phật. Và tôn trọng chú, đặc biệt ở trên ly hương, cái ly hương đang có hương khói rất là linh quý như vậy, đụng vô đó là không phải đâu. Khi nào, bởi vì chú nói khi nào mà ai mà về mà xưng chú đó ha, xưng là đây là chú Vũ Linh đó, là phải lợi dân chỗ ly hương ấy, 3-6 cái cây hương châm vô tay trên cái ly hương của chú Vũ Linh, Nam Mô Phật, lúc đó mới gọi là chú. Còn châm tay mà châm chỗ khác cũng không phải luôn nha. Đó, tại đây rất linh, mấy ông ở đây long thần hộ pháp, bà con cô bác biết rồi. Ở bên ngoài đó là có hai vị Bồ Tát Nam Mô A Di Đà Phật, long thần hộ pháp đang đứng sừng sững trước cái đường đó, đường ở ngoài cổng đó quý cô chú anh chị. Hai vị Bồ Tát Nam Mô A Di Đà Phật, hai vị long thần hộ pháp ở trong, hai vị đó là cai quản hết tất cả trong hoa viên nghĩa trang Bình Dương này luôn. Mà ở đây các cái dòng linh hồn nó khơ khơ đâu có dám mà làm chuyện bậy bạ quý cô chú anh chị. Ồ, hai ông trừng trị hết vô đây rồi, đâu phải giỡn chơi đâu, muốn nói gì nói, muốn làm gì làm. Ở đây người âm thì cũng có lực âm chứ, còn người dương thì cũng có lực dương chứ, lực pháp chứ. Nam Mô A Di Đà Phật, đâu cũng phải nói chuyện đùa quý cô chú anh chị. Bởi vì anh em mình nhiều khi cô bác nghe rồi không biết đi gì, có một hướng không hiểu anh em mình chứ. Thật chắc á, Nam Mô A Di Đà Phật, anh em mình cố gắng để bảo vệ những cái tốt đẹp nhất cho chú thôi. Sợ dĩ nhiều khi bà con bác lớn tuổi rồi không có hiểu được,
không có phân tích được, cho nên là Duy Minh cũng là phải bó tay, cũng không có mới giải thích cho bà con cô bác hiểu, dễ hiểu thêm thôi. Người trẻ thì người ta cũng rất là thông minh, người ta hiểu. Còn những người già lớn tuổi 5, 7, 80 tuổi thôi, người ta đâu nói sao ta nghe vậy à. Tại vì cái chen này của chú là khán giả chung, mà đặc biệt khán giả của chú toàn là những người lớn tuổi đó. Mình nói sao người ta nghe vậy quý anh chị, cho nên là dễ bị dẫn dắt lắm. Người trẻ thì người ta biết, nhưng mà người trẻ là số ít. Ở trong YouTube của Duy Minh nó cập nhật đó, quý cô chú anh chị, cái độ tuổi lớn tuổi trung bình là hình như là từ hàng năm không mà quý cô chú anh chị. Còn cái 30 mấy là cũng phải 50%, còn cái vụ mà hàng năm là lớn tuổi là 60% là người lớn tuổi xem. Và cái độ tuổi mà cao hơn nữa là 30%, và cái độ tuổi mà từ 20 đảo xuống quý cô chú anh chị chỉ là có 10% mà đó, là tuổi trẻ đó. Nó có phân tích ra luôn, cho nên là dễ biết lắm. Ai xem nhiều, ai xem nhiều, tuổi nào xem là YouTube nó coi hết. Tại vì trên cái nên, nếu mà cái nickname của mình á, cái email của mình á, thì sẽ có năm sinh đó quý anh chị, cho nên là người ta cập nhật YouTube nó biết, nó thông minh, nó biết liền. Thì buổi chiều này mấy anh em lau dọn mộ đầy đủ ha. Chiều nay thì cái này để lại để khi tối tí xíu cho anh Ngọc anh đốt. Tại vì đốt ở đây mình đốt sớm, cái thứ nhất là nó hao, vừa hao mà nó vừa không đẹp với cô chú anh chị. Để cho vừa sụp mặt trời là mình đốt là nó vừa đẹp mà vừa ấm cúng nữa. Giờ này còn đang nóng á. Và khi mà ra gì hết luôn á, thì người ở cuối cùng lại á là sẽ hạ cái dù này xuống cho nó thấp. Lỡ như có mưa bão gì đó thì nó không có tạt ướt cái ly hương của chú, và đặc biệt những cái bình nước này quý anh chị, nó không bị gió quạt á quý anh chị. Thì hai cái cặp rồng này thì bà con cô bác biết là ở đây thì có long lăng quy phụng đầy đủ ha. Đây là tứ linh long nè, là hai chú rồng hai bên nè, quy nè, quy là hai quy hai bên, phụng nè quý anh chị. Còn hai ông lăng bên đó, đây là một cái, đây điều là bà con cô bác thấy nó có cái điều gì gọi là sự sắp đặt không quý chú anh chị. Mà đặc biệt là những khán giả khác nhau nha. Long lăng quy phụng, ông lăng quy phụng này là của khán giả khác nè, còn ông lăng này á, ông lăng đó với là hai cặp rồng này á, cặp rồng này là của khán giả của Duy Minh, là chị Hồng Ngọc đó, nhờ Duy Minh đưa vào. Nói chung là cũng rất là cảm ơn chị, trong cũng chị là một người cũng là làm cho là Duy Minh với tất cả các anh em YouTube khác cũng có những cái video rất là hay, và chia sẻ và nhận quà để cho khơi nguồn cảm hứng, để cho tất cả khán giả cũng nhớ đến là chú Vũ Linh, là một cái người mà phải nói là ông hoàng cải lương hậu quản rất là tuyệt vời. Và biết đến chú nhiều và nhắc lại và xem những video cũ của chú á, thì mới cảm thấy được chú là một người tài ba cỡ nào quý anh chị. Bây giờ Duy Minh nói thật sự luôn ha, đốt á, mới kiếm được là một người như chú như vậy quý chú anh chị. Tài đức vẹn toàn khi mà tức xem những cái video cũ ha, 1000 lượng vàng, 1000 mấy lượng vàng, 5 căn nhà, phải là nhà cao cấp không quý anh chị, Sài Gòn mà đắc địa phía một căn nhà mấy chục tỷ quý anh chị, mà cũng bay hết, mà chú là người độ lượng thiệt luôn á quý anh chị. Phải nói mình khâm phục luôn á. Và mình cũng rất là cảm ơn khán giả đã trong suốt thời gian vừa qua cũng là tin tưởng Duy Minh và gửi cho Duy Minh là cúng cơm nè cho chú hàng ngày nè. Đây là những cái phúc đức sau này chú về để là độ đời, độ những cái khán giả, thì Duy Minh giái hàng ngày thì các ông, các chư vậy, các ông ở đây Long Thần Hộ Pháp cũng đều ghi vô sổ của quý anh chị, sổ bộ. Mai mốt thì bà con cô bác nói thì Duy Minh nói thì coi có thật là như vậy không quý anh chị. Và đặc biệt là chú là người độ Duy Minh rất là nhiều luôn, trong Duy Minh thì Duy Minh biết, cho nên là nói tới đây thì nó thật sự là mình rất cảm động luôn, khi mà mình ăn một cái bữa cơm mà cơm cúng của lộc của chú nè, một bữa cơm chay. Tại sao Duy Minh không ra ngoài ăn mặn? Duy Minh ăn mặn mà Duy Minh lại phải cúng chay, mà ăn lộc của chú là mình thương chú, là mình không phải là vì cái gì mà mình thương, nhưng mà mình rất là ngưỡng mộ chú, là một người phải nói là cao cả thiệt luôn á.
đó, mình ăn cái cơm chay trong đây, lọc ở đây. Khi nào mà ví dụ như mà cơm mà không đủ á, là Duy Minh nhường cho mấy anh em ăn. Còn nếu mà cơm mà dư là Duy Minh là phải ăn, hoặc là làm sao để cho hết quý anh chị, đừng không không có tội ha. Chứ không thể nào mà bỏ, không thể nào mà bỏ được nghe quý chú anh chị. Duy Minh cũng muốn là dưới tất cả các anh em đây, Duy Minh nói rằng, Duy Minh nói với mấy anh em đây nè, chú là một người là ngày xưa là đồng thời là mình kiếm tiền YouTube, nhưng mà mình chỗ này không quay được, mình đi chỗ khác quay. Nhưng mà mấy anh em nhớ đi, chú là một người mà phải nói là độ mấy anh em mình đó, cho nên là ơn đời nghĩa trả. Giờ mấy anh em không biết sao, nhưng mà anh á thì anh phải ở rán ở đây để là lao dọn mộ chú, coi như là cái trả cái ơn cho chú đi. Nó đến cái duyên đến bao giờ thì mình không nói trước được, duyên đến duyên hết thì đi. À, quý chú anh chị, chứ không nói trước, nói trước bước hôm qua quý anh chị, có nhiều người nói trước rồi, nói thương chú thương bác gì rồi xong cái không có will bỏ chạy đi, giống như Hải lên Bụi nói đó, hết thóc rồi bồ câu đi, rồi còn thóc thì bồ câu bay lại đa ăn đó, giống như câu đi Hải Bụi nói vậy quý chú anh chị. Thì Hải Bụi nói có đó quý chú anh chị, nhiều khi bà con cô bác không xem mà không hiểu thôi. Vâng, thì video á, trên video Duy Minh có nói cái điều gì sai trái, mong bà con cô bác cũng niềm tình tha thứ và bỏ qua dùm cho Duy Minh, và để lại những cái comment góp ý thiện chí cho Duy Minh, Duy Minh sẽ sửa sai ha. Mong bà con cô bác, và một lần nữa Duy Minh xin cảm ơn chú và cầu nguyện cho chú luôn luôn lúc nào cũng là tu tành mau về đây để là độ cho cô bác đã từng cúng cơm cho chú nè, từng anh em lao dọn mộ cho chú nè đó, những người mà đến thắp hương cho chú, cầu nguyện những cái công an việc làm gì đó, chứ đừng xin số là cho chú độ ha quý cô chú anh chị. Thì bây giờ xin Minh xin chúc bà con cô bác gần xa trong ngoài nước thật là nhiều sức khỏe nè, gia đạo gia đình được ấm no hạnh phúc, làm ăn phát tài phát lộc ha. Xin chào bà con ạ.